Hi, xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Invest TV của chúng mình. Trong clip ngày hôm nay, mình xin phân tích và đề cập đến một cái vấn đề, cái việc là một số anh em trên cái hội nhóm Đào Pi Network đặt vấn đề là muốn bán tài khoản Đào Pi của mình. Thì cái việc này có làm được hay không? Mình ở đây trong cái clip này mình không đề cập đến việc là có được phép hay không, vì các bạn đều biết là việc mua bán trao đổi Pi hiện nay thì chưa được Pi Core Team cho phép. Thế nhưng mà cũng có nhiều cách này cách nọ, ví dụ như là một cái thỏa thuận giữa một anh A một anh B. Anh A có cái điện thoại đào Pi network đã lâu, anh B thì có nhu cầu muốn sở hữu cái số lượng mà Pi Pi Coin của anh A đang đào, thì nó phát sinh một cái gọi là nhu cầu giữa hai anh A và anh B như thế, thì có làm được không? Theo mình nghĩ, nếu mà khi khi mà anh A ấy anh nghe đã hoàn thiện cái bước KYC, cái tài khoản Pi Network của mình đấy, tất cả mọi thứ đều đã sẵn sàng, anh ấy tạo ví, anh ấy liên kết ví, anh ấy KYC thành công, thì về mặt lý thuyết thì mình nghĩ cái việc anh A trao cho anh B cái máy điện thoại đảo Pi của anh A ấy thì hoàn toàn có thể xảy ra được. Và anh B đưa lại cho anh A cái gì đấy thì mình không bàn ở đây. Và như vậy thì toàn bộ cái số lượng mà Pi Coin ở trên cái máy điện thoại, rồi nói xa hơn về sau là cái lượng Pi Coin mà đẩy về ví ví chính khi mà Pi lên mainnet ấy, thì là anh B sẽ toàn quyền xử lý nó đó. Thì mình nghĩ cái trường hợp đấy là đều có thể xảy ra được. Thì tuy nhiên là tùy vào cái cân nhắc của mỗi người thôi. Nếu mà anh A cảm thấy cuộc sống quá khó khăn, hoặc là anh ấy cần một cái khoản kinh phí để lo cái việc gì đấy cho gia đình chẳng hạn, thì anh B nếu mà đáp ứng được thì hoàn toàn có thể, đó là một cái nhu cầu rất là chính đáng giữa anh A và anh B, nên là ai cấm cản được cái việc đấy, đúng không các bạn? Nên là việc trao cái điện thoại của anh A đào Pi Network cho anh B và anh B trao lại cho anh A cái gì thì mình nghĩ là hoàn toàn không không có gì gọi là vướng mắc cả. Nên là về mặt lý thuyết thì mình nghĩ là vẫn vẫn có thể sẽ xảy ra cái việc trao đổi đấy. Còn cụ thể mà nếu mà anh B cũng có một cái tài khoản Pi Network khác mà muốn chuyển từ 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 ví của anh A, cái ví Pi của anh A sang ví Pi của anh B ấy, thì hiện tại thời điểm này thì không làm được. Nhưng mà anh A mà trao cả cái điện thoại đào Pi Network cho anh B, có cái sim mà đã dùng đăng ký rồi thì Gmail, nói chung là tất cả những cái gì mà thông tin mà anh A đã tạo lập từ trước đến nay liên quan đến tài khoản Pi Network của anh A mà đưa cho anh B thì hoàn toàn nó có thể xảy ra được, với điều kiện là anh A đã phải KYC thành công các bạn nhé. Đấy, thì còn về sau này khi mà Pi Network lên mainnet, nó tất cả những cái Pi Coin, những cái đồng Pi mà được tính từ cái app đào, cái app điểm danh của anh A ấy, sẽ về ví chính của anh A, thì khi đấy thì coi như là anh B sở hữu toàn bộ cái điện thoại của anh A đó, thì là anh B được toàn quyền xử lý những cái Pi Coin của ví chính đấy. Thì mình nghĩ đấy là quan điểm cá nhân của mình là ok, hoàn toàn là có thể xảy ra được. Thì không biết là ý kiến của các anh em về việc này thì như thế nào. Đấy, thì các anh em có thể để lại dưới ý kiến của mình dưới phần bình luận để chúng ta cùng trao đổi nhé. Về mặt lý thuyết mình chỉ phân tích ở đây là có thể có được hay không thôi. Còn những cái vấn đề râu ria bên lề thì thôi mình không đề cập ở đây. Thì mọi người tự đánh giá đến ý kiến của bản thân mỗi người nhé. Ok, xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.